Các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo cái bộ phận kem hay còn gọi là bộ phận laser của cái máy HP LaserZ Pro M402BN. Hộp kem và cục laser cũng là một quét cái laser lên zoom. Đó, bắt đầu mình tháo ra nhé.
Hướng Monicon bây giờ hướng bạch quang cho cái đặc trưng này hồn còn tầm hồn 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 dẫn của quan cho mình đi của bao giờ mình đi cho mọi người hôm nay là phải bằng đi gì mà chạy lâu ngày mực nó bám rồi nó khô lại bằng hồ bằng hồ khô lâu nhẹ hôm nay này khô nhưng khô nó cũng bay thế này con bé nhỏ 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 I'm going to go to the next slide.